chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn đón xem. Một quan chức Ukraine ngày 22 tháng 2 cho biết, lực lượng Nga đang thăm dò các điểm yếu của hệ thống phòng thủ Ukraine ở phía đông bắc nước này. Người phát ngôn nhóm tác chiến giám sát tiền tuyến phía đông Ukraine Ilya Zeblas nói trên truyền hình Ukraine. Nga đang tiến quân xung quanh Liman và Kupiansk ở khu vực Kharkiv giáp Nga, bất chấp thương vong hoặc tổn thất về thiết bị. Họ liên tục bổ sung lực lượng dự bị. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW, trụ sở tại Washington, Mỹ, lực lượng Nga đang tấn công mạnh mẽ dọc theo bốn trục song song ở phía đông bắc Ukraine. Điều này cho thấy Nga có thể đang mở rộng và nâng cấp hoạt động quân sự. ESW nhận định hôm 21 tháng 2, mục tiêu dài hạn của Nga với đợt tấn công phối hợp có thể kéo dài hàng tháng, khả năng là để chuẩn bị nền tảng nhằm tiến sâu hơn vào khu vực phía tây của vùng Donetsk do Ukraine kiểm soát và thâm nhập vào khu vực Kharkiv ở phía bắc. Nga đã giành được Avdiivka, thành phố chiến lược phía đông Ukraine, với lợi thế chiến trường đáng kể về quân số, máy bay và pháo binh, được khích lệ bởi chiến thắng lớn đầu tiên sau 9 tháng. Moscow tỏ ra quyết tâm tận dụng ưu thế của mình. Ngày 22 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ngồi vào ghế phi công phụ trên chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-160M sau khi đến thăm một nhà máy sản xuất máy bay ở thành phố Kazan, phía đông thủ đô Moscow. Các quan chức Kiev đã kêu gọi các đối tác phương Tây của Ukraine đẩy nhanh việc cung cấp viện trợ quân sự để lực lượng của họ có thể chống chọi trước đợt tấn công dữ dội của Nga. Chiến tuyến trải dài hơn 1.000 km dọc miền đông và miền nam Ukraine không có nhiều thay đổi vào thời điểm sắp tròn 2 năm, ngày Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24 tháng 2. Trong khi đó, lực lượng Ukraine tuyên bố đã tấn công một khu huấn luyện quân sự của Nga ở phía sau chiến tuyến tại khu vực Kherson. Theo người phát ngôn Bộ Chỉ huy tác chiến miền nam Ukraine Natalia Humeniuk, khoảng 60 binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Ngoài ra, cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết họ tìm thấy bằng chứng Nga đang sử dụng tên lửa đạn đạo Hoa So 11 từ Triều Tiên. Hơn 20 tên lửa trong số này đã được sử dụng trong các cuộc tấn công vào Ukraine. Đan Mạch vừa công bố gói viện trợ quân sự chung khác của châu Âu cho Ukraine trị giá 1,7 tỷ kroner, 247 triệu USD. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lang Poulsen nói rằng khoản viện trợ này bao gồm 15.000 quả đạn pháo, máy bay không người lái và hệ thống phòng không. Chính phủ Anh đã áp đặt 50 lệnh trừng phạt mới nhằm vào những nước cung cấp các loại đạn dược như hệ thống phóng rocket, tên lửa và chất nổ cho quân đội Nga. Các lệnh trừng phạt cũng nhằm vào các nguồn thu chính của Nga như kinh doanh kim loại, kim cương và năng lượng. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat ngày 21 tháng 2 cho biết không có thông tin chính thức về việc Iran cung cấp hàng trăm tên lửa đạn đạo cho Nga, ông Inat nói trên truyền hình Ukraine. Đến nay, các nguồn chính thức của chúng tôi không có thông tin về việc Nga tiếp nhận tên lửa của Iran, đặc biệt là số lượng lớn như vậy. Ông Inat cảnh báo nếu thông tin trên có thật thì số tên lửa đạn đạo này sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Ukraine. Bộ Quốc phòng Iran và lực lượng vệ binh cách mạng từ chối bình luận, Nga cũng chưa lên tiếng liên quan tới tin tức này. Trước đó, 6 nguồn tin nói với hãng Reuters rằng Iran đã cung cấp cho Nga một số lượng lớn tên lửa đạn đạo đất đối đất mạnh. Theo các nguồn tin, Iran có thể đã chuyển khoảng 400 tên lửa, bao gồm nhiều tên lửa dòng Fatah 110 như Zofaga. Các chuyên gia cho biết tên lửa này có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 300-700 km. Một trong những nguồn tin của Iran cho biết các chuyến hàng dường như bắt đầu được giao vào đầu tháng 1 năm 2024 sau khi một thỏa thuận được hoàn tất vào cuối năm 2023. Một quan chức quân sự Iran giấu tên nói với hãng tin Reuters rằng dường như đã có ít nhất 4 chuyến hàng tên lửa được chuyển đi và dự kiến có thêm vũ khí được bàn giao trong thời gian tới. Theo một quan chức cấp cao khác của Iran, một số tên lửa được đưa tới Nga bằng tàu thông qua biển Caspi, trong khi một số vũ khí được vận chuyển bằng máy bay. Hồi đầu tháng 1, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể sắp mua được vũ khí đạn đạo tầm ngắn từ Iran, bên cạnh các tên lửa có nguồn gốc từ Triều Tiên. Phía Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận việc Triều Tiên cung cấp cho Nga vũ khí sử dụng ở Ukraine. Trong khi đó, chuyên gia Jeffrey Lewis thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, Mỹ cho biết dòng tên lửa Fatah 110 là vũ khí chính xác. Ông Jeffrey Lewis nói,
Chúng được sử dụng để tấn công mục tiêu có giá trị cao và gây sát thương chính xác. Ông cũng cảnh báo 400 quả tên lửa có thể gây tổn hại đáng kể nếu được sử dụng ở Ukraine. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Sakhorodinuk từng tiết lộ Nga dường như muốn bổ sung kho tên lửa của mình vào thời điểm Ukraine thiếu đạn dược nghiêm trọng do viện trợ từ phương Tây nhỏ giọt. Phía Ukraine nhiều lần đề nghị Iran ngừng chuyển UAV tự sát Shahed-136 cho Nga. Shahed-136 đã trở thành phương tiện chính trong các cuộc tấn công tầm xa của Moscow nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine cùng với một loạt tên lửa. Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Stock thừa nhận Lầu Năm Góc không chuẩn bị trước các kế hoạch đầy đủ để hướng dẫn lực lượng Ukraine bảo trì sửa chữa xe tăng, xe bọc thép và hệ thống phòng không mà Washington đã cung cấp cho quân đội Ukraine. Trang Bloomberg ngày 21 tháng 2 dẫn lời ông Stock cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã cung cấp cho Ukraine xe bọc thép và hệ thống phòng không mà không có kế hoạch đảm bảo tính hữu dụng lâu dài của chúng. Ông nói thêm, mặc dù Bộ Quốc phòng Mỹ đang nỗ lực lên kế hoạch, nhưng việc thiếu tầm nhìn xa trong vấn đề này là điều đáng lo ngại và cần được khắc phục kịp thời. Theo ông Stock, việc không lập kế hoạch đầy đủ gây nguy hiểm cho khả năng chiến đấu hiệu quả của Ukraine bằng cách sử dụng thiết bị do Mỹ cung cấp, cũng như sự sẵn sàng của Bộ Quốc phòng trong việc giải quyết các mối đe dọa an ninh quốc gia khác nếu cần. Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ, Lầu Năm Góc đã cung cấp các khóa đào tạo vận hành và bảo trì cơ bản về hệ thống phòng không Patriot, cũng như các bộ phận và vật tư ban đầu, nhưng không thiết lập đào tạo nâng cao để giải quyết các nhiệm vụ bảo trì, thay thế thiết bị cần thiết. Ông Stock cho rằng, nếu không có sự hỗ trợ trong bảo trì vũ khí theo kế hoạch, bao gồm các phụ tùng thay thế, đạn dược và bảo trì thích hợp, người Ukraine sẽ không thể duy trì các hệ thống vũ khí này trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Tính đến tháng 8 năm ngoái, Lầu Năm Góc đã hoặc đang chuyển giao 186 xe chiến đấu Bradley, 189 xe chiến đấu Stryker và 31 xe tăng M1 Abrams, cũng như một số lượng xe Patriot không xác định cho Kiev. Theo các báo cáo mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ đã không phát triển hoặc thực hiện kế hoạch để duy trì bất kỳ loại vũ khí nào trong số đó. Đồng thời, cơ quan này cảnh báo rằng không có gì cho thấy số vũ khí có thể được duy trì qua tháng 10 năm 2024. Theo đài RT, tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ đang gặp khó khăn trong việc thay thế các hệ thống vũ khí được gửi đến Ukraine do thiếu linh kiện, thiếu dây chuyền sản xuất hoặc nhân sự được đào tạo. Trên thực địa, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ít nhất một hệ thống Patriot của Mỹ đã bị tên lửa siêu thanh của nước này phá hủy. Cuộc phản công của Ukraine năm ngoái chứng kiến nhiều xe Bradley và Stryker bị phá hủy. Ngày 21 tháng 2, ông Robert Gates, cựu giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA và từng là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định, sau khi chiếm được thành phố tiền tuyến Avdiivka, quân đội Nga đã phá vỡ thế bế tắc trong xung đột với Ukraine. Ông lưu ý rằng Moscow đã phải chịu những tổn thất lớn. Thế nhưng, với việc Ukraine thiếu pháo binh do thiếu hỗ trợ từ Mỹ, người Nga đang cảm thấy rằng tình thế đã thay đổi. Ông Gates nói với tờ The Washington Post rằng, người Nga đã lấy lại được động lực. Tất cả những gì tôi nhận thấy là người Nga đang tấn công dọc theo mặt trận, dài gần 1.000 km. Thông tin nổi bật vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nóng hổi nào nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.